Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, bắt đầu có hiệu lực trong ngày đầu tiên của năm mới 2020. Việc tăng mức tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số vi phạm lên nhiều lần so với quy định trước đây đã làm thay đổi ý thức của người tham gia giao thông. Vậy thì người dân, cơ quan chức năng có cảm nghĩ gì sau ngày đầu thi hành Nghị định số 100? Liệu nâng cao mức phạt, người dân sẽ ý thức hơn trong tham gia giao thông? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau đây của cộng tác viên chương trình tại thành phố Hà Nội. Khoảng 9 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2020, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiếc xe bồn mang biển kiểm soát 88C05067 đã đi lùi từ km 49 300 về nút giao quốc lộ 38 hướng Hải Phòng - Hà Nội. Hành động nguy hiểm này đã được camera ghi lại, chuyển về lực lượng cảnh sát giao thông. Lái xe đã bị phạt 17 triệu đồng, tước bằng lái 7 tháng theo Nghị định 100 của Chính phủ. Trước khi lập, chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho lái xe biết về cái nghị định mới ra đời và thực sự là cũng lái xe cũng nhận thức được cái việc của mình sai, nhưng do một cái chút bất cẩn hoặc suy nghĩ nào đó thì lái xe đã thực hiện cái hành vi là lùi xe trên đường cao tốc, như vậy nó rất nguy hiểm. Theo thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 2, trong ngày đầu thực hiện xử phạt vi phạm theo Nghị định 100, việc chấp hành pháp luật về giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được người điều khiển thực hiện tốt. Đa số các tài xế đều cho rằng việc nâng mức phạt theo Nghị định 100 đã góp phần chấn chỉnh ý thức của người lái xe. Thì trước khi có nghị định đấy thì cũng đã biết nhiều và rất là ủng hộ và ý thức hơn rất là nhiều. Đôi khi ngày xưa thì có thể là gần nhà thì mình có thể là thôi thì một hai chén thì mình có thể đi, nhưng bây giờ chắc là tuyệt đối không dùng bia rượu nữa. Nói chung là bây giờ thì lỗi nó nặng ấy thì mọi người sẽ đánh vào cái kinh tế của mọi người thì mọi người sẽ tham gia tốt hơn, ý thức tốt hơn. Thế bản thân là người giao thông thì tôi ý thức rằng là mình, thứ nhất là mình không uống rượu uống bia là không những tốt cho mình và những tốt cho cả người khác. Theo ghi nhận, trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện xử phạt vi phạm an toàn giao thông theo Nghị định 100, người tham gia giao thông đã có ý thức tốt hơn, chấp hành pháp luật tốt hơn trước đây. Qua công tác xử lý vi phạm thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho mọi người là cái Nghị định 100 sẽ có mức xử phạt cao hơn, đặc biệt là các cái lỗi vi phạm như là nồng độ cồn. Nghị định 100/2019 thay thế Nghị định 46/2016 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Điểm đáng chú ý là nghị định mới tăng mức xử phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, như xử phạt người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn có thể bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Với trường hợp vi phạm nồng độ cồn là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Người điều khiển xe đạp, xe thô sơ vi phạm về nồng độ cồn cũng bị phạt từ 400 đến 600 ngàn đồng. Theo Trung tâm Chỉ huy Thông tin Công an thành phố Hà Nội, đến cuối giờ chiều ngày 1 tháng 1 cho thấy, trên lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 1.225 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ với hơn 60 xe khách, xe tải, tạm giữ 225 bộ giấy tờ và 46 phương tiện, tước giấy phép lái xe 78 trường hợp. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo tổng kết năm 2019, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nêu ra hai vấn đề khiến ông trăn trở và đau đầu nhất trong gần một năm giữ trọng trách tại Bộ Công an. Trong đó có tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông ngày càng phổ biến. Thượng tướng Tô Lâm cho rằng ý thức chấp hành luật giao thông của người dân hiện nay rất tệ. Bộ trưởng Lâm nhận định nếu cả xã hội không vào cuộc, người dân không đồng lòng phê phán hành vi phản cảm thì lực lượng cảnh sát không thể phạt xuể các lỗi vi phạm luật giao thông. Vâng, thưa quý vị, việc tăng hình phạt cả hành chính và hình sự là cần thiết để ngăn ngừa vi phạm giao thông, nhưng chỉ tăng hình phạt là không đủ, hình phạt phải đích đáng, nhưng việc áp dụng phải nghiêm minh, đi kèm với đó là tuyên truyền giáo dục mới có thể dần dần thay đổi được hành vi của người dân.